Tin, năm nay 13 tuổi, đang học trường Hà Vi Tạnh. Hôm nay mình tham gia cuộc thi giới thiệu quyển sách trực tuyến được chủ đề là cuốn sách tôi yêu năm 2021. Mình xin tự giới thiệu, đây là quyển sách mình yêu thích nhất, có tên là Ngon chảy nước giếng, được dịch bởi Dương Thanh Hoài, Nguyễn Thị Thiên Trang, nhà xuất bản Phụ Nữ, được viết bởi Hy Dân Kim và minh họa Orange Tool. Bây giờ mình xin giới thiệu ra Hy Dân Kim và Orange Tool nha. Nội dung Hy Dân Kim. Hy Dân Kim tốt nghiệp trường cao học báo chí chuyên ngành quốc ngữ quốc văn học. Cô đang viết rất nhiều loại sách đa dạng như bản tin công ty, sách một tập. Cô cũng đang cố gắng để có thể viết những nội dung ấm áp, mang lại kiến thức, sự cảm động và tiếng cười dành cho các bạn nhỏ. Minh họa Orange Tooth là nhóm sáng tác truyện tranh thiếu nhi, nơi truyền tải những giấc mơ và hy vọng ngọt ngào tới các em nhỏ. Các tác phẩm chủ yếu của nhóm như Berry Girl và tục ngữ Berry Girl, điểm số tăng vùn vụt, ngày mai sẽ là nữ hoàng cực băng, tự tớ sẽ trở nên xinh đẹp. Trong quyển sách trang đầu tiên đó là lời mở đầu, những cô bé xinh đẹp muốn thử thách với những công thức đồ ăn vặt. Sau đây là mình sẽ giới thiệu sơ qua về mục lục trong quyển sách này. Mục lục thì có 5 chương. Chương 1 là làm món ăn vặt đặc biệt cho ngày lễ Valentine nè, ngày của bố mẹ, ngày Giáng sinh. Qua chương 2, làm đồ ăn vặt dinh dưỡng tuyệt hảo, là như là giúp cho mình là não bộ phát triển hơn, phát triển chiều cao và tốt cho mắt. Qua chương 3, làm đồ ăn vặt có hình thú cưng. Qua chương 4, là món ăn vặt dành cho những người quan trọng như là mẹ nè, bố nè, anh chị em và cô giáo. Qua chương cuối cùng là chương 5, làm đồ ăn vặt bằng các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, như là từ thịt nè, từ hải sản nè, từ rau, từ củ, từ quả. Quyển sách này thì người ta có vẽ những hình ảnh rất là đẹp và nhiều màu sắc, dễ thương và sinh động. Trong quyển sách này có những cái mẫu chuyện rất là hay và cho chúng ta biết về những món ăn ngon và ý nghĩa của những ngày lễ quan trọng. Lễ quan trọng như là ngày Giáng sinh nè, ngày của bố mẹ nè, ngày Valentine nè. Ngoài những ngày lễ ra thì còn có những cái món ăn rất là tốt cho sức khỏe. Những ngày lễ ý nghĩa quan trọng có những món ăn rất ngon và đẹp mắt, dành cho chúng ta rất là tốt cho sức khỏe. Mình sẽ giới thiệu tiếp về quyển sách này là đây là những công cụ để làm những món ăn ngon giới thiệu cho chúng ta. Nó rất là cần thiết cho nấu ăn của chúng ta. Trong quyển sách này thì mình yêu thích nhất là món bánh bèo làm bằng tay. Bánh này có rất là nhiều sô-cô-la và các hạt đường nhiều màu sắc. Để làm được món này thì các bạn cần những nguyên liệu như là 300g sô-cô-la đắng, bánh que, hạt cơm hoặc hạt đường. Nó có những bước hướng dẫn như là bước 1 nè, đổ nước vào một chiếc nồi lớn, cắt nhỏ sô-cô-la đắng rồi cho vào một chiếc nồi nhỏ có tay cầm. Sau đó đun cách thủy trên lửa nhỏ cho chảy ra. Bước 2 là nhúng đều bánh que và sô-cô-la đã nấu chảy. Bước 3, rắc hạt cơm giòn hoặc các hạt đường nhiều màu sắc lên để trang trí. Nếu không có hạt cơm hoặc hạt đường thì có thể vẽ nhỏ loại ngũ cốc uống cùng với sữa ra rồi trang trí cũng được. Các bạn ơi, các bạn có muốn làm món này không? Nếu mà các bạn muốn làm thì các bạn nhớ kêu ba mẹ của bạn tìm và mua quyển sách này để nấu ăn cho các bạn ăn những cái món ăn dinh dưỡng và biết thêm về những ý nghĩa của những ngày lễ. Thì có những
những cái mẫu nhãn sắc khác nhau. Nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể tìm và tham khảo thêm.